kính chào quý vị và các bạn, các bạn đang đón xem Knew 24 giờ, kênh cập nhật liên tục những tin tức giải trí đáng chú ý có trong 24 giờ qua. Ngay sau đây xin mời các bạn đến với nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Blackpink hát like cùng dàn giao hưởng, fan chat điên đảo, nổi tiếng không tưởng tại Pháp. Vẫn biết độ nổi tiếng toàn cầu của Blackpink là thuộc top đầu k thế nhưng fan vẫn ngỡ ngàng trước sân khấu mới đây tại Pháp của bốn cô gái nhà YG. Ngày 25 tháng 1, Blackpink khiến truyền thông bùng nổ khi xuất hiện chung khung hình cùng những nhân vật quyền lực, đặc biệt là đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron tại tiệc từ thiện do bà tổ chức. Tại đây, nhóm đã biểu diễn xuất đao và Pink Venom cùng dàn nhạc giao hưởng mang đến tinh thần hoàn toàn mới cho hai bản hit. Kết hợp cùng với hợp sướng và nghệ sĩ violon nổi tiếng thế giới Daniel Lojakovic, Blackpink thể hiện khía cạnh trưởng thành, xứng danh nhóm nhạc nữ toàn cầu. Ngay sau khi màn trình diễn được phát sóng rộng khắp ngày 28 tháng 1, dân tình không khỏi ngỡ ngàng trước sự nổi tiếng và fan chat bùng nổ của bốn cô gái YG tại Pháp. Có thể thấy Blackpink hiện tại đã hoàn toàn tự tin, đủ bản lĩnh và độ chín tài năng để biểu diễn trong một sự kiện tầm cỡ thế giới với những khách mời quyền lực bậc nhất. Nhóm mang đến những bản phối chỉn chu đúng phong cách và fan chat hùng hậu ngay tại đêm diễn từ thiện của đệ nhất phu nhân Pháp. Blackpink hát live 100% bằng giọng live nội lực, vũ đạo đẹp mắt không một chút lúng túng. Một lần nữa nhóm nhạc nữ toàn cầu chứng minh vị thế bằng sân khấu tầm cỡ xứng đáng tên tuổi. Phần thể hiện của Rose và Jennie gây sốt mạng xã hội, giọng ca chính và main rapper đã làm tròn vai trò của mình. Những nốt cao, phân đoạn rap điểm nhấn đã được hai nữ thần tượng thực hiện trọn vẹn và bùng nổ về mặt cảm xúc. Bên cạnh đó, trang phục biểu diễn của Blackpink cũng gây xôn xao mạng xã hội khi cân bằng được hai yếu tố lộng lẫy nhưng cũng đủ thanh lịch. Bốn cô gái mang đúng tinh thần của những nhà mốt đại diện lên sân khấu. Vẫn biết Blackpink nổi tiếng toàn cầu, thế nhưng fan vẫn ngỡ ngàng khi nhóm nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Pháp. Fan chat tại sự kiện mới đây của Blackpink không kém bất cứ concert nào. Khán giả cháy hết mình và hát theo trọn vẹn phần trình diễn của bốn cô gái, thậm chí là cả những phân đoạn tiếng Hàn Quốc. Gian khách mời nổi tiếng cũng không thể đứng yên mà lắc lư theo nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự bất ngờ trước độ nổi tiếng của Blackpink. Phản ứng của Knet. Phản ứng dành cho Blackpink tại Pháp sao lại thế này? Fan chat điên đảo luôn, không ngờ nhóm nổi tiếng như vậy ở Pháp. Các fan nước ngoài đều hô fan chat và hát theo được hết. Lần đầu tiên thấy fan chat to như vậy, thật nổi da gà. Xem video mới thấy fan chat tiếng Hàn không đùa được đâu, hát live đỉnh dã man. Các nghệ sĩ bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho nhau, rồi các fan Pháp hát theo tiếng Hàn vì rượu thiệt. Ở châu Âu mà vẫn nổi tiếng như thế, xịn dã man, lưu diễn khắp nơi nữa. Tôi sống ở Anh và Blackpink nổi tiếng lắm, một nửa số bạn bè của tôi đều biết Blackpink. Sốc khi nghe fan chat, đến cả những celeb và nghệ sĩ biểu diễn ở đó cũng ngạc nhiên. Phu nhân Tổng thống Pháp cũng đến xem concert đúng không? Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin tức vừa được tổng hợp của Knew 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cập nhật tin tức cùng với chúng mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin kế tiếp của Kennew 24 giờ nhé.